Vâng, hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình mọi người nhé. Vâng, hôm nay mình lại làm cái clip quay về vải thiều quý vị nhé. Vâng, và hiện tại mình hôm nay mình quay một cái clip cách khu vực mình khá là xa quý vị nhé, thuộc huyện Lục Nam, đây thuộc xã Vô Chanh, huyện Lục Nam quý vị nhé. Hôm nay mình có dịp qua đây, mình thấy những vườn vải thiều ở cạnh đường mình dừng lại, mình quay chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem là những cái vải thiều ở khu vực dưới này xem nó có quả ra làm sao quý vị nhé. Ở dưới này mình thấy bà con trồng nhiều vải lai u lắm. Mình thấy những cây vải lai u thì ở dưới này thì năm nay sai cũng thưa, không sai chùm lắm quý vị nhé. Đây này, nó thưa thưa thế này thôi, như thế này là nhiều quả cho đây này. Còn có cành thì là thưa hơn nha quý vị nhé. Vâng, hôm nay mình quay đây thì âm lịch thì vào ngày 13 tháng 2 nhuận, còn dương lịch thì ngày mùng 3 tháng 6, sau 6 với tháng 4. Vâng, đây là cây này không biết là vải Thanh Hà hay là vải ngọt đây nhỉ, lá như Thanh Hà nhưng mà sai thưa lắm. Đây, sai cũng khá là thưa nha quý vị nhé. Vải cũng không sai chùm lắm. Còn đặc biệt thì đây ra hoa rất là đồng đều nhưng mà không sai chùm quả đâu. Đây có cành thì còn có lác đác vài quả đây này. Không biết là nó còn rụng nữa cơ. Dù rụng cả cuống rồi. Rụng cả cuống nhiều lắm. Vâng, hôm nay mình qua đây thì mình làm cái clip quay chia sẻ cho mọi người cùng xem về cái vải thiều ở vùng dưới này, thì xem nó có giống như vùng cao không quý vị nhá. Mình thấy thì dưới này ra hoa khá là đồng đều quý vị ạ, từ vải lai u cho đến vải Thanh Hà. Đây mình nghĩ chắc là vải Thanh Hà đây, lá nhìn giống vải Thanh Hà, sai cũng thưa thưa thôi. Mình đang đứng ở trong một cái đường bê tông, đây cây lai u đây, cuống hoa rất dài nhưng mà lại sai rất là thưa đây, đây. Vâng, trời hiện tại đang khá là nắng quý vị nhé. Đây cây vải lai u đây. Đây lai u sai cũng thưa thưa nhé. Lớp hoa ra trước thì không sai bằng lớp hoa ra sau là sai nhiều hơn đây. Lớp ra trước thì nó cái cuống hoa nó sẽ dài hơn. Phân biệt ngay là cái lớp hoa ra trước thì cuống hoa nó dài hơn thì nó sai thưa hơn. Đây thì bà con trồng nhiều vải lai u. Đây có lấy vải Thanh Hà đây, cây vải Thanh Hà còn nữa. Vâng, trời đang rất là gió quý vị nhỉ. Đây thuộc địa chỉ là không biết xóm gì nhưng mà thuộc xã Vô Chanh, huyện Lục Nam quý vị nhé. Cách chỗ của mình vào khoảng hơn 30 cây. Đây cuống hoa rất dài nhưng mà quả rất thưa đây. Đấy, quý vị cùng xem nhé. Để cùng biết và so sánh rằng là cái vải ở vùng thấp dưới này so với vùng cao của quê mình là như thế nào nhé. Đây bà con đang vải vôi. Vôi để phòng trừ được một số sâu bệnh. Quả thì mới bằng tầm đầu đũa thôi quý vị nhé. Đây tan hoa hết rồi. Bây giờ vào quả non bằng đầu đũa rồi. Có lớp hoa ra sau thì sai rất là chùm đây này. Đấy, những lớp hoa ra sau nó sai chùm thế này này. Đây. Lớp trước thì cái cuống hoa nó dài, nó không có quả mấy. Thậm chí có chùm là không có quả luôn. Chỉ những lớp hoa ra sau thì có nhiều quả thôi. Dưới này đồng bằng trồng được nhiều cây quý vị nhé, rất là rộng. Vải ngọt thì mình thấy cái vải ngọt thì sai rất là nhiều quý vị ạ. Đây lớp hoa ra sau đây này, cực kỳ nhiều quả đây. Đây cái hoa mới bắt đầu tàn nhé, quả nhỏ hơn nhưng mà nó nhiều quả hơn là lớp hoa ra trước nhé. Quá đẹp quý vị ạ.
Vải lai u. Vải lai u để ở dưới này bà con người ta phát triển trước so với vùng cao quê mình quý vị nhé. Bà con ở đây thì phát triển trước nên trồng trước, nhưng mà cây vải lai u cũng rất là to rồi. Ở trên mình bây giờ mới một số mới bắt đầu trồng quý vị ạ. Đây mình chỉ quay đứng đứng ở trên đường, dọc dọc đường này. Và đây là thuộc thôn Đồng Mạ. Và mình đang đứng ở đây thì ở một cái nghĩa trang quý vị nhé. Đây, những cây vải lai u đây. Đây nghĩa trang quý vị, có cái địa chỉ đây. Nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Mạ. Chắc hai hai thôn với lại thôn Mỏ Xẻ. Lâm hoa rau sau thì sai nhiều quý vị nhé. Đây này, như thế này là sai nhiều. Thời gian nữa cái quả nó to để cho nhìn rất là nhiều. Vâng, ở đây thì những cái vườn vải cũng cũng khá là rộng quý vị ạ. Bởi vì ở đây thì nó cũng gần gần Lục Ngạn rồi, đâm ra nó nhiều vườn vải rộng lắm. Và hôm nay mình làm cái clip này nhằm để cho mọi người cùng so sánh xem vải vùng cao so với vùng dưới này nó ra làm sao thôi quý vị nhé. Đây rất là nhiều quả nhé. Đây ở xa xa đằng kia thì có những rất là nhiều vườn vải nhé. Chứ ở đây thì vải cũng cũng nhiều quý vị ạ. Đây. Nhưng đồi vải cũng rất là nhiều nhé. Và ở đây thì là khu nghĩa trang quý vị ạ. Và bên này thì mình thấy một số rất là vải Thanh Hà. Thanh Hà thì sai cực kỳ luôn. Đấy, rất là nhiều quả nhé. Với lại vải ngọt cũng vậy. Vải ngọt cũng sai nhiều lắm. Đây mình nghĩ đây là những cây vải Thanh Hà quý vị ạ. Những cây vải tơ nó sai nhiều này mà. Thời điểm vào quả non này thì rất là có nhiều sâu bệnh gây hại quý vị nhé. Phải lưu ý là những cái về phòng trừ sâu bệnh. Đây chắc là vải ngọt đây. Và ra cũng hoa ngắn sai quá nhiều luôn quý vị ạ. Đây. Mình thấy cái vải ở dưới này thì cái hoa nó ra trước hơn quý vị ạ. Thế tắt hoa với lại quả nó to rồi, to hơn so với vùng cao ấy. Đây là vải ngọt quý vị nhé. Vải ngọt thấy nó tắt hoa so với vùng cao nên nhìn thế này là quả to hơn rồi đây. Đây rất là đều nhé. Đây gia đình này, đây, quả to bằng đầu đũa rồi. Ở dưới này thì chắc khả năng vẫn bán trước hơn so với ở trên Lục Ngạn quý vị ạ. Lục Ngạn nó cũng theo vùng thôi, có vùng thì như vùng cao, các xã vùng cao thì vẫn chín muộn hơn, bán muộn hơn. Các xã vùng thấp thì vẫn bán sớm hơn. Để xài rất nhiều quý vị nhé. Đây vải ngọt. Ở đây thì cái vải ngọt thì vẫn bán trước với Lục Ngạn. Đây cây Thanh Hà đây này, sai cực kỳ nhiều luôn. Đây cây vải Thanh Hà nhé. Thanh Hà lúc nào nó quả nó cũng to hơn một chút so với cái vải thiều chính vụ, vải ngọt ấy.
quả to này, sai nhiều, cực kỳ nhiều. Đây, lớp hoa ra sau đây, quý vị xem. Quá sai. Đây, một thời gian nữa, cái quả to thì mới thấy nó nhiều quý vị ạ. Nếu mình có dịp qua đây thì lúc nào quả nó to mình lại quay lại chia sẻ cho quý vị các bạn còn xem nhé. Bên này thì vải ngọt, toàn vải cây vải ngọt. Ở bên dưới này thì một nửa u hồng và nửa vải ngọt Thanh Hà nhé. Đây u hồng, những cây nở trước thì ít quả này, rất ít quả luôn, toàn cuống không luôn. Thì mình nghĩ đến cây vải Thanh Hà. Từng cây có lớp hoa thì nó đậu nhiều, lớp thì không có quả, có ít. Rồi, mình sẽ xuống bên dưới một chút xem nào. Cái vườn đất bằng này rất là ẩm quý vị ạ, cái này người ta cái đất này ẩm, không biết là do người ta bơm nước hay là mưa không biết, nhưng mà đây ẩm lắm. Những cây toàn cây vẻ già rồi. Cái hoa sau này toàn vài toàn hoa cái, toàn quả này. Và mình có lẽ mình quay như vậy thôi. Một đoạn để chia sẻ cho quý vị và các bạn, bà con cùng xem về vải thiểu vùng dưới này so với vùng cao đó, thuộc xã Vô Chanh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang quý vị nhé. Rồi, mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đây. Mình xin là cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình quay về vải thiều trong ngày hôm nay. Video mình quay ở một nơi khác, không phải là nơi của mình sinh sống. Đây, bà con cùng so sánh nha. Đây, quả to này rồi. Vải vùng dưới thì nó to này rồi. Trời đang nắng. Những cây vải già cụ rồi kìa. Nhìn những cây vải biết là cây vải già lâu năm rồi. Rồi, mình sẽ dừng cái video mình tại đây. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình.